có thể nói chi tiêu trong gia đình và mâm cơm hàng ngày chính là hai đề tài được chị em chú ý nhất. Vì vậy mà mỗi khi có ai đó đem một trong hai, thậm chí cả hai vấn đề lên chia sẻ là các bà nội trợ lại được fan bàn tán xôn xao. Mới đây, hội chị em lại tiếp tục sôi nổi thảo luận phía dưới bài đăng của chị Bờ. Hờ khi nàng dâu này ứng ứng kể chuyện của mình. Theo đó, chị Bờ Hờ cho biết mình đang gặp vấn đề về chuyện chi tiêu với mẹ chồng. Nàng dâu tâm sự vợ chồng mỗi tháng chi cho các khoản điện nước, thức ăn, wifi, gas, xăng xe, dỗ già hết 2 triệu, tháng nào có cổ thì hết 3 triệu. Như vậy là người vợ trẻ đã cố gắng tiết kiệm nhất có thể rồi, tuy nhiên mẹ chồng chị vẫn cho rằng như thế là không hợp lý. Lấy ví dụ cụ thể cho điều mình nói, chị Bờ Hờ kể lại, chuyện là sáng nay em đi chợ mua ít lòng non về cho chồng đổi bữa uống rượu. Em định mua 3 lạng mà chị bán hàng cứ nói còn gần 6 lạng em ăn nốt cho chị lấy 25k thôi. Em bảo thế 20k được thì em lấy, chị ấy đồng ý luôn. Em mua thêm 30k thịt gà. Về chi lòng làm 2 món luộc và xào dưa, thịt gà thì rang một nửa để nhỡ thiếu thì ăn, không thì sáng hôm sau chồng em ăn sáng đi làm cũng được. Đang mùa gặt nên em có nấu nhiều cơm và thức ăn để mẹ chồng em về ăn chung đỡ vất vả. Vậy mà bà nói, nấu nhiều thế, người đâu chi tiêu không biết tiết kiệm gì cả. Em có thanh minh là hôm nay con mua lòng non rẻ nên có mua hơi nhiều. Mẹ em bảo, chỉ giỏi cãi. Nói bao lần rồi là đàn bà phải biết chi tiêu sao cho hợp lý. Em nản quá, em có làm gì cũng không vừa lòng mẹ chồng. Em có nói với chồng thì chồng bảo, em biết tính mẹ rồi đấy. Em chấp làm gì, kệ mẹ đi. Chị Bờ Hờ cũng cho biết thêm rằng mình đang bầu ở tháng thứ 6 nên ở nhà mà không đi làm. Và có thể đó chính là nguyên nhân khiến mẹ chồng chị không hài lòng về con dâu. Mâm cơm của chị Bờ Hờ. Nếu đúng như những gì chị Bờ Hờ chia sẻ thì người vợ trẻ này đã tính toán tiết kiệm lắm rồi. Mâm cơm của chị chuẩn bị cũng khá tươm tất và ngon lành. Vì vậy mà bài đăng này đã khiến chị em bàn tán xôn xao, nhiều người dành sự khen ngợi cho chị Bờ Hờ. Bạn quá khéo với tiết kiệm đó. Mình có hai vợ chồng ăn uống tiết kiệm mà đã hết 4 triệu tháng rồi. Trời ơi, sao bạn tiêu khéo thế? Mình thắng hết chục triệu đây này. Như vậy là quá tiết kiệm rồi bạn ơi. Cố gắng lên. Đưa mình 2 triệu chắc ngày ăn một bữa luôn đó. Đương nhiên cũng có không ít người không đồng tình với mẹ chồng chị Bờ Hờ, nhưng có lẽ ý kiến mặc kệ là được nhiều chị em ủng hộ nhất. Đang có em bé thì không nên suy nghĩ gì cả. Mặc kệ bà, mình sống cho mình, cho con mình, chồng hiểu là được. Bơ đi cho nhẹ lòng thôi em à. Hiện tại câu chuyện của chị Bờ Hờ vẫn đang thu hút sự chú ý rất lớn của hội chị em.